Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái bông hoa như vậy ha các bạn, để mà các bạn có thể là trang trí nón, giỏ, túi xách ha, hoặc là áo đều rất là dễ thương và xinh xắn các bạn ơi. Đây khá là đẹp ha các bạn. Đây các bạn. Rồi hôm nay mình sẽ móc bằng sợi fingering ha các bạn. Rồi mình móc kim móc 1.0 ha. Rồi mình đi vào chi tiết nha các bạn. Rồi, trước tiên ha các bạn sẽ dùng cái kéo ha, và các bạn sẽ quấn cho mình là 5 vòng ha các bạn. Đây, 1 2 3 4 5, 5 vòng như vậy ha các bạn. Sau đó các bạn sẽ gỡ ra ha. Và mình sẽ móc vào ở trong này ha các bạn. Rồi sau đó ha các bạn sẽ đi giùm mình là 12 mũi đơn vào đây ha các bạn. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Rồi sau đó các bạn sẽ kết vòng lại giùm mình ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi thêm một vòng nữa ha các bạn, cho cái vòng tròn ở giữa này nó nhỏ lại ha. Mình tiếp tục mình đi tiếp ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Rồi sau đó các bạn sẽ kết vòng lại giùm mình ha. Mình sẽ quay về phía bên này ha. Rồi, tiếp tục ha, các bạn sẽ đi giùm mình là 4 bính ha các bạn. 1 2 3 4. Rồi sau đó các bạn sẽ cắt một chân ha, và các bạn sẽ đính vào cái chân bên cạnh ha các bạn. Đây. Rồi tiếp tục các bạn lên 4 bính ha. Rồi các bạn cắt một chân ha, các bạn đính vào cái chân bên cạnh ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn lên 4 bính ha. Rồi các bạn cắt một chân ha, các bạn đính xuống ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ lên 4 bính. Rồi các bạn cắt một chân ha, các bạn đính xuống ha. Rồi tiếp tục các bạn lên 4 bính. Rồi các bạn cắt một chân ha, các bạn đính xuống ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn lên 4 bính. Rồi các bạn cắt một chân ha, các bạn đính xuống ha. Như vậy là mình sẽ được tổng cộng là 6 cánh như vậy ha các bạn, 6 cánh ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi vào cái chân bên cạnh ha, các bạn sẽ trượt qua cái chân bên cạnh các bạn. Rồi. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình một bính ha. Rồi các bạn sẽ đi cho mình là một mũi đơn. Một mũi đơn ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một mũi trung ha. Rồi tiếp tới đây các bạn sẽ đi cho mình là 3 mũi kép ha. 1 2 3 3 mũi kép ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một mũi chung ha. Mũi chung. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một mũi đơn ha. Rồi, tiếp tục ha các bạn, mình sẽ đi qua cái cánh tiếp theo ha. Đây cái cánh tiếp tục này các bạn sẽ đi cho mình một mũi đơn ha. Tiếp tới sẽ là một mũi chung ha. Tiếp tới sẽ là 3 mũi kép ha các bạn. 1 2 3. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một mũi chung ha. Tiếp tới sẽ là một mũi đơn ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ qua cái cánh bên tiếp theo ha. Các bạn cũng đi một mũi đơn. Tiếp tới sẽ là một mũi trung ha.
Rồi, tiếp tới thì các bạn sẽ đi cho mình là 3 mũi kép ha các bạn. 1 2 3. Sau đó các bạn sẽ đi cho mình một mũi chung ha. Rồi tiếp tới sẽ là một mũi đơn ha. Đây ha các bạn. Rồi tiếp tục ha. Còn ba cánh còn lại thì các bạn cũng sẽ đi giống y như vậy luôn ha. Một mũi đơn ha, tiếp tới sẽ là một mũi chung. Tiếp tới sẽ là một mũi, ba mũi kép ha các bạn. 1 2 3. Tiếp tới sẽ là một mũi chung ha. Rồi tiếp tới nữa sẽ là một mũi đơn ha các bạn. Rồi chân tiếp theo ha, các bạn sẽ hai cái cánh còn lại thì các bạn sẽ móc giùm mình ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn. Đây, mình đã móc xong được 6 cánh ha. Rồi sau đó ha, các bạn sẽ trượt ha. Đây các bạn sẽ trượt cái kim móc á các bạn, đi vào ở phía giữa nè. Đây ở giữa cái cánh hồi nãy là mình đi 4 4 bính, sau đó mình cắt một chân á ha. Đây mình sẽ đi vào cái chân ở giữa đây nè các bạn. Hồi nãy cái chân mà mình cắt đó ha, các bạn sẽ trượt qua đây ha các bạn. Đây. Đó các bạn sẽ trượt qua ở giữa này ha. Đây cái cánh ở giữa này nè các bạn. Đây. Ở giữa đây nè, nó sẽ có một cái mũi nó nằm ở phía giữa đây nè ha các bạn. Đây ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ qua cho mình là 5 bính ha. 1 2 3 4 5. Sau đó ha, các bạn sẽ đính vào ở giữa này các bạn. Đây. Đây ha, đây ở giữa của cái cánh này nè, ở mé trong á nó có một cái chân ha, các bạn sẽ đi vào đó ha, đây nè các bạn. Đây ở giữa đây nè, ha. Đây ở giữa này nó có cái chân nè, ha. Hồi nãy mình cắt một chân đó, bây giờ mình sẽ đi vào cái chân đó đó các bạn. Đây ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn cứ qua 5 bính nè, 1 2 3 4 5. Ha. Đây các bạn sẽ đính vào ở giữa này các bạn. Đây, ở giữa đây nè. Đó nó có cái chân ở phía giữa đây nè. Đây các bạn sẽ đi vào đây ha. Rồi tiếp tục các bạn qua 5 bính ha. 1 2 3 4 5. Rồi sau đó các bạn sẽ đính tiếp vào cái chân tiếp tục ở đây ha các bạn. Đây. Rồi tiếp tục ha. Các bạn lên 5 bính ha. 1 2 3 4 5 ha. Rồi sau đó ha, các bạn sẽ đi vào cái chân đây ở giữa tiếp tục ha các bạn. Đây. Tiếp tục ha các bạn. 1 2 3 4 5. Đây các bạn sẽ đi vào ở giữa đây ha các bạn. Đây. Dạ, tiếp tục các bạn lên 5 bính luôn ha. 1 2 3 4 5. Rồi sau đó các bạn sẽ đính vào đây ha. Tiếp tục ha, mình sẽ trượt cái chân qua bên cái cánh đầu tiên này ha các bạn. Đây, các bạn sẽ đi cho mình là một mũi đơn ha. Rồi, tiếp tục sẽ là một mũi chung ha. Rồi, sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 4 mũi kép ha các bạn. Đây, 1 2 3 4. Rồi, sau đó các bạn sẽ đi cho mình một mũi chung ha. Tiếp đến sẽ là một mũi đơn ha các bạn. Sau đó mình sẽ kết mũi ở dưới đây ha. Ở tiếp tục ha, các bạn qua cái cánh tiếp theo ha, các bạn cũng sẽ đi một mũi đơn. Tiếp tới sẽ là một mũi chung ha. Và tiếp tới ha sẽ là 4 mũi kép ha các bạn. 1 2 3 4. Tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình một mũi chung ha. Rồi tiếp tới sẽ là một mũi đơn ha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ kết mũi ở đây ha các bạn. Đây. Rồi, tiếp tục ha, các bạn sẽ đi qua cái cánh tiếp theo, các bạn sẽ đi cho mình một mũi đơn. Tiếp tới sẽ là một mũi chung. Tiếp tới sẽ là 4 mũi kép ha. Đây. 1 2 3 4. Tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình một mũi chung ha. Rồi tiếp tới sẽ là một mũi đơn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ kết mũi ở đây ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ làm thêm 3 cánh nữa cho mình ha. Đây ha các bạn. Thấy không? Rồi sau khi các bạn đã đi xong 3 cánh nữa ha, mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục ha. Các bạn sẽ lên cho mình là 7 bính ha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bính ha. Rồi sau đó mình sẽ kết ở bên hông này các bạn. Đây.
Đây các bạn có thấy hai cái cánh với nhau nè, giữa hai cái cánh nó có một cái điểm kết ở giữa nè ha. Đây mình sẽ đi vào cái điểm kết này ha các bạn. Rồi, tiếp tục ha các bạn, qua 7 bính nè. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi các bạn tiếp tục, các bạn đính vào ở giữa hai cái cánh tiếp theo ha các bạn. Nè. Rồi tiếp tục các bạn cũng qua 7 bính ha. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi các bạn cũng đính vào ở giữa hai cái cánh này ha các bạn. Đây. Rồi tiếp tục các bạn cũng qua 7 bính ha. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi sau đó các bạn cũng đính vào ở giữa hai cái cánh này nè các bạn ha. Đây ở giữa hai cái cánh nè. Rồi tiếp tục các bạn sẽ qua 7 bính nữa ha. 1 2 3 4 5 6 7. Đây các bạn cũng sẽ đính vào ở giữa hai cái cánh ha. Đây. Rồi tiếp tục ha, cũng 7, các bạn qua 7 bính luôn ha. 1 2 3 4 5 6 7. Đây mình sẽ đính vào ở giữa này ha. Rồi. Sau khi đã đủ 7 cánh như vậy ha các bạn. Đây các bạn sẽ đi vào cái cánh đầu tiên cho mình ha, 3 mũi đơn ha các bạn. 1 2 3 mũi đơn ha. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình là 6 bính ha các bạn. 1 2 3 4 5 6, 6 bính ha. Sau đó các bạn sẽ ngoắc cho mình là 4 ngoắc ha các bạn. Đây, 1 2 3 4. Đây sau đó mình sẽ đi vào cái cánh đầu tiên luôn nè các bạn. Đây. Sau đó các bạn sẽ ngoắc chỉ ha và các bạn sẽ kéo qua lần lượt hai mũi trên kim nha các bạn. Đây. Hai mũi trên kim ha. Rồi sau đó các bạn sẽ lên cho mình là 4 bính ha. 1 2 3 4. 4 bính ha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn cũng ngoắc cho mình 4 ngoắc như vậy ha. 1 2 3 4. Sau đó các bạn sẽ đếm ha. Đây cái hồi nãy nè, mình đây các bạn sẽ thấy nha. Đây là một mũi thứ nhất nè ha, mũi thứ hai nè, mũi thứ ba nè và mũi thứ tư ha. Đây, cái cộng chỉ hồi nãy mình đi nè ha. Đây các bạn có thấy 4 mũi không? À, các bạn sẽ đếm từ ở dưới này ha, các bạn sẽ đếm lên nè. Đây là 1 nè ha. Đây là 2 nè. À, đây cái chân thứ hai nè các bạn. Rồi các bạn sẽ đi vào cái chân thứ hai này ha. Đây các bạn đi vào cái chân thứ hai này. Đây các bạn sẽ ngoắc chỉ kéo qua ha. Sau đó các bạn sẽ ngoắc chỉ kéo qua lần lượt hai mũi trên kim nha các bạn. Đây. Đây cho tới hết ha. Rồi sau đó ha các bạn sẽ qua cho mình 5 bính ha các bạn. 1 2 3 4 5. 5 bính ha. Sau đó các bạn sẽ ngoắc cho mình hai ngoắc ha các bạn. Hai ngoắc. Sau đó các bạn cũng đếm luôn ha. Đây từ ở dưới này các bạn lên nè, 1 nè. Đây nè các bạn, 1 nè. 2 ha. Hai, sau đó các bạn sẽ đính vào cái chân thứ hai này. Đây nha các bạn. Rồi sau đó các bạn cũng sẽ mắc chỉ và kéo qua lần lượt hai mũi trên kim ha. Đây. Tiếp tục các bạn sẽ qua cho mình 4 bính ha. 1 2 3 4. Sau đó các bạn sẽ mắc cho mình hai mắc ha. 1 2. Đây. Ở đây là cái chân đầu tiên này các bạn ha. Đây là cái chân thứ hai nè ha. Mình sẽ đi vào cái chân thứ hai này nha các bạn. Mình không đi vào chân đầu ha, chân đầu là chân đây ha. Đây là chân thứ hai này các bạn, mình đi vào chân thứ hai này ha. Rồi các bạn cũng ngoắc chỉ và kéo qua lần lượt hai mũi trên kim ha. Rồi tiếp đến ha, các bạn sẽ qua cho mình 6 bính ha. 1 2 3 4 5 6. Rồi sau đó các bạn sẽ đính vào cái cánh đầu tiên này luôn này các bạn ha, chung chân với cái cánh đầu tiên nè. Sau đó các bạn sẽ quay vào đây ha. Đây, các bạn sẽ đi mũi trượt. Đây, các bạn đi vào đây ha. Đây, cái cánh đầu tiên này các bạn ha. Các bạn sẽ đi một mũi trượt qua đây ha. Tiếp tục là hai mũi trượt ha. Tiếp tục là ba mũi trượt ha các bạn. Đây, ba mũi trượt. Đây, ba mũi trượt. Để mình đi tới được cái cánh đầu tiên này các bạn ha. Đây, cái cánh đầu tiên này. Rồi sau đó ha, các bạn sẽ đi vào cái cánh đầu tiên này cho mình là hai mũi đơn ha các bạn. Đây, 1 2. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình là hai mũi trung ha. 1
2. Sau đó các bạn sẽ đi cho mình 5 mũi kép ha các bạn. Chung chung chân này luôn nha các bạn. 1 2 3 4 5. Rồi sau đó ha các bạn sẽ đi xuống cho mình 3 bính ha các bạn. 1 2 3. Sau đó các bạn sẽ kết chung cái cánh này luôn ha. Đây. Rồi như vậy là mình đã được cái ngăn đầu tiên của cái cánh này nè các bạn ha. Rồi tiếp tới ha, qua cái ngăn thứ hai ha các bạn. Qua cái ngăn thứ hai này các bạn cũng đi cho mình một mũi đơn ha. Tiếp tới sẽ là một mũi chung ha. Tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình là 4 mũi kép ha các bạn. Đây. 1 2 3 4. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình 3 bính ha. 1 2 3. Các bạn sẽ đính xuống đây ha. Đây. Đính chung cái cánh đó luôn đó các bạn. Đây. Vậy là mình đã được hai ngăn của cái cánh đầu tiên rồi nè các bạn. Rồi tiếp tục ha. Cái ngăn thứ ba này các bạn sẽ đi cho mình là một mũi đơn ha các bạn. Một mũi đơn. Tiếp tới sẽ là một mũi chung ha. Tiếp tới sẽ là 3 mũi kép ha các bạn. 1 2 3 3 mũi kép ha. Rồi sau đó các bạn sẽ lên cho mình 3 bính ha các bạn. 1 2 3 ha. Đây các bạn sẽ kết vào đây. Kết vào đây nha các bạn. Đây mình sẽ làm một cái mũi bông dâu ở đây nha các bạn. Đây. Đây như vậy là mình đã được một mũi bông dâu ha. Rồi tiếp tục cũng trong cái ngăn này ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 3 mũi kép nha các bạn. 1 2 3. Rồi tiếp tới ha, các bạn sẽ đi cho mình một mũi chung ha. Và tiếp tới sẽ là một mũi đơn ha các bạn. Đơn ha. Rồi sau đó mình sẽ đi một cái mũi trượt qua cái ngăn kế tiếp ha các bạn. Nè. Rồi sau đó các bạn sẽ lên cho mình 3 bính ha. 1 2 3. Đây, đối với cái ngăn này mình sẽ làm giống với cái ngăn bên này nè các bạn ha. Tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình là 4 mũi kép ha. Đây, 1 2 3 4. Sau đó các bạn sẽ đi cho mình một mũi chung ha. Đây, chung cái ngăn luôn đó các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một mũi đơn ha. Rồi như vậy là mình đã làm xong được cái ngăn này ha các bạn. Rồi tiếp tục ha, qua cái ngăn tiếp theo các bạn sẽ trượt một cái mũi trượt qua ngăn tiếp theo ha các bạn. Đây. Rồi sau đó ha các bạn sẽ lên cho mình 3 bính ha các bạn. 1 2 3. Rồi ở cái ngăn này các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng là 5 mũi kép ha. 1 2 3 4 5 5 mũi kép ha các bạn. Tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình là 2 mũi chung ha. 1 2. Rồi tiếp tới ha, các bạn sẽ đi cho mình là 2 mũi đơn ha. 1 2. Rồi sau đó mình sẽ kết mũi ở đây thôi các bạn. Đây ha. Đấy. Như vậy là mình đã được cái cánh đầu tiên rồi nè các bạn. Đây ha các bạn. Rồi, cũng trong cái cánh đầu tiên này ha các bạn. Đây, cái cánh đầu tiên này các bạn. Các bạn sẽ đi cho mình là 3 mũi đơn nữa ha, chung vô cái cánh này luôn nha các bạn. Đây. 1 ha. 2 3. Đây ha các bạn. Đó. Đây rất là xinh ha các bạn. Rồi, tiếp tục ha, các bạn sẽ trượt cái mũi qua bên cái cánh tiếp theo ha. Đây mình sẽ trượt qua bên cái cánh tiếp theo. Sau đó các bạn sẽ lên một bính ha và mình sẽ đi 3 mũi đơn vào đây ha các bạn. Đây. 1 2 3. Rồi, mình tiếp tục làm giống y như cái cánh đầu tiên này ha các bạn. Các bạn sẽ lên cho mình 6 bính ha. 1 2 3 4 5
6. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình 4 mắt ha. 1, 2, 3, 4. Sau đó các bạn sẽ đi vào chung cánh này nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ móc chỉ và kéo qua lần lượt 2 mũi trên kim ha các bạn. Đây các bạn sẽ kéo qua cho tới khi hết số mũi trên kim ha. Tiếp tục ha, các bạn xin lên cho mình 4 bính ha. 1, 2, 3, 4. Sau đó các bạn cũng móc tiếp 4 mũi trên kim ha các bạn. Đây, 4 mũi trên kim ha. Rồi các bạn sẽ đếm lên. Đây nè các bạn, đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 ha. Đây mình sẽ đếm lên, từ dưới đếm lên. 1, 2. Đây ha các bạn, mình sẽ đi vào cái chân thứ hai này nha. Đây. Đây các bạn sẽ móc qua chỉ qua lần lượt 2 mũi trên kim ha. Đó các bạn sẽ móc qua cho tới khi hết số mũi trên kim. Rồi sau đó các bạn sẽ qua 5 bính ha. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình 2 móc ha. Đấy. Rồi các bạn cũng đếm lên ha. Đây, đây là số mũi đầu tiên này các bạn. 1 nè ha, 2 nè, 3 nè và 4 ha. Rồi các bạn cũng đếm lên, từ dưới đếm lên. 1 nè, 2 và các bạn sẽ đi vào cái chân thứ hai này nha các bạn. Đấy. Rồi các bạn cũng móc chỉ và kéo qua lần lượt 2 mũi trên kim cho tới hết ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình 4 bính ha. 1, 2, 3, 4. Rồi sau đó các bạn sẽ móc cho mình 2 móc ha. Đây, đây là cái chân đầu tiên này các bạn. Mình sẽ không đi vào cái chân này ha. Mình sẽ đi vào ở dưới này. Đây nha các bạn. Đây các bạn cũng móc chỉ và kéo qua lần lượt 2 mũi trên kim cho tới hết ha. Rồi sau đó các bạn sẽ qua cho mình 6 bính ha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi sau đó các bạn sẽ đính vào cái cánh này ha. Đây cái cánh mình đang làm nè. Đây ha các bạn. Đang làm. Rồi sau đó ha các bạn sẽ trượt qua lần lượt ha các bạn đây. Đây các bạn sẽ trượt qua một mũi nè. Ha. Tiếp tục bên này các bạn sẽ trượt qua một mũi nữa ha. Tiếp tới bên này các bạn sẽ trượt qua một mũi nữa ha. Là 3 mũi các bạn. Rồi, cho tới cái cánh này nè, cái ngăn đầu tiên này các bạn ha. Đây cái ngăn đầu tiên nè. Ha. Các bạn sẽ đi cho mình 2 mũi đơn vào đây ha. Đây. 1 2. Tiếp tục ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 2 mũi chung nha các bạn. 1 2. Tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình 5 mũi kép ha. 1 2 3 4 và 5 ha các bạn. Rồi sau đó ha các bạn sẽ xuống 3 bính ha. Rồi các bạn đính chung với cái ngăn này luôn nha các bạn. Đây. Đấy. Tiếp tục ha các bạn sẽ trượt qua cái ngăn tiếp theo ha và các bạn sẽ đi cho mình một mũi đơn ha. Đây các bạn sẽ đi vô đây một mũi đơn. Tiếp tới sẽ là một mũi trung ha các bạn. Tiếp tới sẽ là 4 mũi kép ha các bạn. Đây. 1 2 3 và 4 mũi kép ha. Sau đó các bạn sẽ đi xuống cho mình 3 bính ha các bạn. Đây. Rồi các bạn đính xuống đây ha. Đấy. Tiếp tục ha, các bạn sẽ đi qua cái ngăn tiếp theo, các bạn sẽ đi cho mình một mũi đơn ha. Tiếp tới sẽ là một mũi chung ha. Tiếp tới sẽ là 3 mũi kép ha các bạn. 1 2 3. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình là 3 bính ha các bạn. 1 2 3. Đây mình sẽ làm một cái mũi bông dâu ở đây nha các bạn. Đây. Đây ha. Rồi tiếp tục mình cũng đi vào cái ngăn này luôn nha các bạn. Các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 3 mũi kép ha. 1 2 3. Sau đó các bạn sẽ đi cho mình một mũi chung ha. Tiếp tới sẽ là một mũi đơn ha các bạn. Đây ha. Và sau đó các bạn sẽ trượt qua cái cánh bên cạnh ha. Đây. Cái ngăn tiếp theo này các bạn ha. Các bạn sẽ lên cho mình 3 bính ha. Tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình 4 mũi kép ha các bạn. 1 2 3 4. Sau đó các bạn sẽ đi cho mình là một mũi chung ha. Tiếp tới sẽ là một mũi đơn ha các bạn.
Đây. Rồi sau đó các bạn sẽ trượt qua cái chân, cái ngăn bên cạnh ha. Đây, trượt qua cái ngăn bên này. Rồi sau đó các bạn sẽ lên cho mình 3 bính ha. 1, 2, 3. Đối với cái ngăn này các bạn sẽ đi cho mình là 5 mũi kép ha các bạn. 1, 2, 3, 4 và 5 ha. Sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là 2 mũi chung ha các bạn. Này. 1, 2. Tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình 2 mũi đơn ha. 1, 2. Rồi sau đó các bạn sẽ kết ở đây ha. Đây mình sẽ kết mũi ở đây ha các bạn. Rồi sau đó cái cánh này này cũng là cái cánh thứ hai này ha, các bạn sẽ đi cho mình là 3 mũi đơn ha. 1 2 3, 3 mũi đơn. Rồi như vậy là mình đã kết thúc được cái cánh thứ hai rồi này các bạn. Đây rất là xinh xắn và dễ thương ha các bạn. Đây rất là đẹp luôn các bạn. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ làm tiếp giùm mình 4 cánh còn lại ha các bạn. Đây rất là dễ thương các bạn. Đây đẹp dữ lắm ha. Đây các bạn có thấy nó xinh xắn không? Rồi còn 4 cánh còn lại thì các bạn sẽ làm giùm mình ha. Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn làm một cái bông hoa như vậy rồi ha các bạn. Đây rất là đẹp các bạn ơi. Rồi, chúc các bạn thành công ha. Nếu các bạn thích hãy chia sẻ video giùm mình nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem video ạ.